Mình sẽ làm thử một món cà phê, thì là hôm qua mình đã làm một lần và mình thấy nó khá là thành công, mình chấm được 9,5 điểm luôn. Là hôm nay mình sẽ làm lại với một công thức khác hơn. Món cà phê Dalgona thì hiện tại đây là đường, đây là cà phê, đây là sữa, ly thủy tinh để đựng vào một cái ô lớn, là cây đánh trứng. Lý do tại sao lại có cái phin này ở đây? À, hôm qua mình có thử về cái cà phê pha sẵn nên là mình cảm giác nó không ngon, nên hôm nay mình sẽ tự tay pha cà phê Robusta của đất nông mình luôn. Đó, mình đang đợi nước sôi xíu nữa mình sẽ pha cà phê và sau đó mình sẽ chia lại tỷ lệ, thì các bạn chỉ cần cứ đổ đúng tỷ lệ 1:1:1 và gia giảm. Nếu mà bạn thích nhiều ngọt, cái cream nó ngọt thì các bạn có thể bỏ nhiều đường hơn. Đây, mình đã đổ nước vào đây và bây giờ mình sẽ đậy nắp lại đợi cà phê. Ok, mình đã được một cái số lượng cà phê như thế này. Sau khi mình pha thì bây giờ mình cũng cứ tăng theo tỷ lệ ha, tại vì mình thích uống nhiều cà phê mình sẽ bỏ nhiều hơn. Một muỗng nè. Và mình chỉ bỏ 2 muỗng đường thôi. Sau đó tụi mình sẽ dùng cái cây đánh trứng ha. Để mình đánh cái cây này. Sau khi mình đã dùng hết những phần trăm công lực của mình để mà quậy thì nó sẽ được như thế này nha. Nó sẽ sệt kem lại khá là đẹp mắt ha. Nó sệt sệt lại vậy là ok rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí cái ly nước ha. Để một lúc là nó sẽ có 3 tầng như thế này nha. Thôi cảm ơn các bạn, đây là một ly cà phê. Các bạn hãy thử và nếu được thành quả hãy tag tên mình vô nha.